Mày thích hiểu vậy không? Hả? Quay mặt ra đây! Đi mày à mày! Bố mày đập chết bây giờ! Quay đây! Quay mặt ra đây! Nhìn lên đây! Mày thích không? Hả? Mày quay mặt ra đây! Mày ngồi thẳng đây! Đi mày à mày! Mày thích hiểu vậy em suốt ngày hiểu vậy không? Hả? Hả? Mày ngồi thẳng không? Mày ngồi lên không? Đi mọi tao phải đập cho mày một trận nhá. Đi mọi mày. Mày thích hiểu lắm không? Hả? 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 Mày thích không? Hả? Đi mọi mày cho cái dép vào đầu mày giờ. Mày thích không? Hả? À, thịt. Thịt mày bây giờ. Thịt mọi suốt ngày ỉa vậy, nói vậy. Mọi em ơi, đập mày không chừa hả? Hả? Mày thích không? Tao thả mày ra cho con tôm thịt mày bây giờ. Hả? Đi mọi em tao vả cho mày phát luôn hả? Hả? Đi mọi em mày. Ai dạy mày ỉa vậy ấy? Hả? Hả? Đi mọi em cho mày vào chuồng luôn đấy. Mày đúng là đi mẹ một con chó đi mọi em. Rồi, rồi. Tập cho mẹ. Quay hiểu không ạ? Hồi em. Quay là đưa thành mày chửi mày đi.